chấp ngân thù. Em đang muốn cái chia sẻ với anh là cái vấn đề mà cái việc mà anh phản đối cũng như là công kích là những người mà tạm gọi là chống đảng cộng sản đi. Tất nhiên ở bên kia thì họ là đồng chí dân chủ. Thì mỗi người có một cái quan điểm mà, nhưng mà em ở góc độ là em cũng là cũng ít nhiều là em cũng ngộ cái không phải đồng cảm mà ít nhiều là em cũng cảm nhận được là cái vị thế của anh. Thì em muốn hỏi anh là những cái chuyện mà họ công kích hoặc là họ nhiều khi họ xúc phạm anh ấy, thì cái suy nghĩ anh thì đối với những cái nick hoặc là nick ảo hoặc là cũng như là cái nick mà nó có danh tính. À thế này nhá, anh viết status thì họ comment họ chửi anh rất kinh đúng không, xong rồi ấy, là các bạn ở bên gọi là bên đỏ đấy, cứ tạm gọi thế mà gọi là các bạn dư luận viên đấy. Đấy các bạn lại inbox cho anh bảo chú Quang ơi tại sao chú lại kết bạn với ra, chú Quang ơi tại sao chú không xóa những comment đấy đi, bọn cháu thương chú lắm. Thế thì anh lại trả lời này, không các cháu ạ, nếu các cháu chửi chú rất đau xót, nếu bạn bè gia đình họ hàng đồng nghiệp cơ quan chửi chú thì chú rất đau xót mà chú phải xem xét lại. Thế còn ấy cái bên kia nó chửi đấy là điều tất nhiên, họ không chửi mới là lạ, cho nên ấy họ chửi thoải mái, họ chửi vô tư, chú không bao giờ xóa để triển lãm cái văn hóa của họ luôn. Thế thì là các bạn ấy là không trả lời là à thế ạ. Đấy cho nên anh có tức đâu mà anh không bao giờ xóa. Nó chửi anh là thằng chó dại, thằng lùn mã tử, rồi vân 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 vân, ngôn từ đấy là nó đấy. Nếu ở ngoài trời là tận lòng nhưng nếu keyboard hay là ai đấy mà chửi anh ấy thì anh cũng rất đau xót đấy, và anh thử nghĩ lại tại sao nó lại chửi mình đấy. Nhưng mà cái phía bên kia nó chửi thì đấy là điều đương nhiên, còn tại sao anh không xóa, để triển lãm cái văn hóa của họ đấy. Tại vì em cũng là một sự chia sẻ với anh là cái thôi bỏ qua cái chuyện tranh luận của anh đối với từng nick cụ thể hay là từng đối tượng cụ thể là anh đôi co đôi lại, nhưng mà cái quan điểm mà bảo vệ đảng của anh ấy thì thực tế là trong xã hội nó cũng rất nhiều người mà cụ thể như có lần anh em một người mời em nó giống như mẹ em ấy, mà thực ra là em thực tế trong họ hàng em cũng như là những người cựu chiến binh các thế hệ họ vẫn còn có tình cảm hoặc là một số thì vẫn còn tin tưởng vào đảng. Thì em chỉ thực ra em muốn gặp anh để em muốn nhắn nhủ cho những người mà tạm gọi là đấu tranh dân chủ đi, tức là nếu mà họ dùng những từ nặng nề mà đối với anh Trần Việt Quang ấy, thì tại vì những cái ý kiến mà bảo vệ đảng hoặc bảo vệ chính quyền của anh ấy thì có thể là quan điểm của anh có thể đúng hoặc là sai, mà cũng có khi rất nhiều ý đúng, nhưng mà nếu mà anh không đồng ý mà anh dùng những từ nặng nề cho anh Trần Việt Quang ấy thì các bạn phải về hỏi bố mẹ hoặc là trong nhà bạn thế nào chẳng có đảng viên, nhất là những người mà to hay to còi. Mình hiểu này, ở những người mà đi biểu tình ý, những người to còi đa số là trong nhà là đều có công an bộ đội mà cộng cán. Tôi nói như chị Phương Bích là chị rất hay khoe là bố lão thành cách mạng này, hoặc anh công an này, hoặc là anh Dũng Vô Và này. Lúc nào đây em chỉ lỗi anh á, em không có ý gì cả, là anh cũng hay khoe là có người nhà công an này. Đa số to còi là đều có người nhà là đảng viên hoặc là có khi là trực tiếp bố là cựu chiến binh. Nếu mà các bạn về thử gọi là trao đổi cái chuyện bảo vệ đảng hay là dân chủ, nếu mà về bố hoặc là các anh bạn mà họ không đồng ý thì là anh lại cho họ ngu xuẩn là loại dốt nát. Thì nếu mà các bạn dùng từ với anh Trần Đình Quang vậy thì thực tế các bạn thử về trao đổi chính trị với những người thân của mình hoặc là những người ba mẹ xem nào, nhất là đa số chúng ta ai cũng không mối quan hệ cả đi. Thì như vậy là các bạn như cho nên em nói là anh cũng cho nên là anh để những dòng comment là em nghĩ là rất là cao đủ trình rất cao nào anh để trình để triển lãm luôn đó. Bởi vì không phải bao nhiêu like là bấy nhiêu người đọc, không phải bao nhiêu comment là bấy nhiêu người đọc, rất nhiều khán giả người ta đọc nhưng người ta thầm lặng, người ta tự đánh giá chứ người ta không comment, người ta cũng không bấm like đấy. Cho nên ý, nhìn vào cái bài viết của anh xong nhìn vào những cái comment kia là họ sẽ tự đánh giá đấy. Thế thì những cái người mà chống anh ấy thì họ cứ bảo là ấy, là bên nhà nước là đàn áp
những người bất đồng chính kiến, đúng không? Không tự do ngôn luận, không tự do chính kiến. Thế thì xem lại họ đi. Anh bảo vệ Đảng Cộng sản, anh bảo vệ sự bình yên của đất nước, đấy là chính quyền của anh. Tại sao họ lại chửi anh? Đúng không? Nếu mà gặp anh có khi họ còn có những hành động gì đấy với anh nữa. Thế như vậy là cái gì? Như vậy là chính mấy họ mới là đàn áp chính kiến của anh, đúng không? Thế họ đang đấu tranh dân chủ, đấu tranh để tự do ngôn luận, tự do chính kiến, nhưng mà chính bản thân họ thì lại đi đàn áp chính kiến của người khác. Mà dùng những từ rất nặng nề, bằng những cái lời chửi bới thậm tệ, đúng chưa? Đấy, thì cái quan điểm của em ấy, em nhìn quan điểm chính trị của anh ấy, thì không khác gì mẹ em cả. Thì bây giờ em mà dùng từ nặng nề với anh thì hóa ra là mình, tức là đây em nói về quan điểm chính trị nhá, chứ không nói về gọi là cái chuyện xã hội. Mà quan điểm chính trị của anh là Đảng là rất tin yêu Đảng, cũng như là nhiều cái mà là bảo vệ Đảng. Mẹ em là tuyệt đối luôn. Mà em nói thêm là đợt vừa rồi mà có cái nhóm về Vision lên Yên Bái mà thắp hương cho các liệt sĩ của Việt Nam Quốc dân Đảng năm 1930 nhá, em đến mạnh chính đấy. Thì em cũng trao đổi với một cựu chiến binh, thì nói thật thì quan điểm chính trị còn hơn cả anh. Tức là không có, tất nhiên là bác ấy thì không có lên mạng đôi con, nhưng mà quan điểm bác chị em cũng nói luôn là bảo là cái Đảng Cộng sản mình nghìn năm nữa còn chưa đổ. Đấy, tức là còn quan điểm, còn em không nói cực đoan, quan điểm họ còn vững, có niềm tin vững chắc, tức là đúng như từ một năm. Như vậy là trong xã hội này vẫn đa số, chứ bây giờ mình bảo những người ngu hay là thì toàn được sinh thành, hoặc là những người mà cũng có địa vị xã hội, mình bảo họ thế này thế kia thì mình phải xem lại. Rồi đúng ạ. Phía bên kia họ cứ bảo ấy, phía bên này là cuồng Đảng, nhưng không, bọn anh quan niệm về Đảng rất rõ ràng. Đảng là gì? Đảng là 500 ủy viên trung ương, Đảng là bộ chính trị các thế hệ, đúng không? Rồi Đảng là gì? Đảng là nghị quyết, là đường lối đấy, chứ không phải là Đảng là những con người cụ thể. Ki Bo có thể là đảng viên nhưng mà chỉ là khoác áo thôi, đúng không? Anh nói nhá, kể cả đến 90% đảng viên là không xứng đáng là thoái hóa binh chất, nhưng đấy cũng không phải là Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản là đường lối, là nghị quyết, đúng không? Thế còn ấy, những cái đảng viên ấy họ thoái hóa biến chất là để họ tham ô tham nhũng, họ tiêu cực, chứ không phải là để họ chống lại Đảng, chống lại sự bình yên của đất nước, không phải là để chống lại nhân dân, đúng không? Thì thôi, tức là họ thoái hóa biến chất, họ tham ô tham nhũng, họ suy thoái đạo đức, họ không xứng đáng là người cộng sản hoàn thiện. Nhưng mà vẫn còn có một cái tư tưởng của họ ấy, là vẫn là ủng hộ đất nước, bảo vệ đất nước, rồi là vẫn là cơ bản ấy. Cơ bản là gì? Vẫn là muốn tốt cho nhân dân. Đấy, cho nên là anh quan điểm ấy, kể cả đến 90% đảng viên có thoái hóa biến chất ấy, thì cũng không phải là Đảng đã biến chất, đúng chưa? Anh nhắc lại 90% là quả biến chất này ạ. Không, trên 50% là Đảng này. Thôi cái chuyện đấy là, nên nhớ nhá, ngày xưa nhá, chỉ có 5.000 đảng viên mà còn làm cách mạng tháng 8. Thôi nhưng mà đảng 5.000 là 100% là đều là vì lý tưởng, là đều là đạo đức tốt. Thôi thế, kể cả bây giờ nhá, bây giờ họ không có ra đảng hết, họ ra, họ không, đừng có chống thôi đấy, thì Đảng vẫn tồn tại, Đảng vẫn lãnh đạo được nhân dân cơ mà. Chuyện Đảng thì anh không phải đảng viên, mà em không phải đảng viên, thế là mình không nên bình luận về cái chuyện Đảng, nhiều khi nó lại không đúng cái đường lối của cái đảng cầm quyền. Nhưng ý em nói là cái chuyện em vẫn tôn trọng cái niềm tin cũng như là cái lý luận của anh, tại vì cái lý luận của anh thì nó cũng về cái ý nghĩa cơ bản niềm tin vào Đảng Cộng sản thì giống như mẹ em, thì em nghĩ là cái bộ phận, nhưng cũng có những bộ phận mà họ không có niềm tin hoặc là họ không quan tâm đến Đảng Cộng sản, thì cũng là nó là cái đa dạng trong cái tư tưởng, miễn làm sao mà không kình nhau, cũng như là cái chuyện quyền biểu tình là quyền trong hiến pháp. Tất nhiên là luật thì chưa cụ thể, nhưng mà thì có cái chuyện phản biểu tình là cũng chuyện bình thường thôi. Đúng rồi. Miễn làm sao mà cái biểu tình tôi nghi biểu tình. Đấy, chống biểu tình cũng được. Thế là ai có quyền chửi những người biểu tình trong Trung Quốc cũng không sao cả. Thế nhưng mà cái quan trọng là theo quan điểm em là đừng dùng, nhất là đối với đa số ấy, tại vì em hay
em không phải fan của anh mà vì anh cũng là nhân vật mà cụm cán. Thế em vào thì em thấy những phía bên kia là dùng từ với anh mà rất là nặng nề. Nếu mà góc độ đấy mà những người mà tạm gọi mà đi đấu tranh dân chủ thế thì không phải được lòng những người khác. Mà không được lòng người khác làm sao mà lôi kéo để thậm chí để gọi đi biểu tình được, hoặc là đấy nó không được. Rồi không nhân Đức nói về vấn đề này thì anh cũng xin nói với họ, hỡi các nhà dân chủ đấy, tôi cho là trong nháy nháy nhá, tôi cho rằng ấy các vị dân chủ ấy chỉ 10% thôi, còn đến 90% là các vị tao chủ chứ không phải là dân chủ nhá. Tức là chỉ vì tao đây này nhá, tao làm chủ đây này đấy, tao và tao này tao kia nhiều tao đấy hợp lại với nhau để làm gì, để chúng tao chủ chứ không phải là dân chủ. Cho nên ấy tôi không bao giờ gọi các vị là dân chủ, tôi gọi các vị là tao chủ nhá. Hỡi các vị tao chủ, các vị chửi tôi thoải mái nhá, vô tư đi. Các vị càng chửi thì càng khoe cái độc tài chính kiến của các vị. Các vị đang đấu tranh đòi tự do ngôn luận, tự do chính kiến, nhưng các vị lại đi đàn áp chính kiến của tôi và những người như tôi bằng những cái lời chửi, đúng không ạ? Cho nên các vị càng chửi thì các vị càng tự khoe với nhân dân cái độc tài của các vị, cái thiếu văn hóa của các vị. Nhân đây em xin cắt lời anh Trần Nhật Quang là nhân đây nói về cái chuyện mà tự do ngôn luận ấy, em phải thừa nhận là cái nick của anh ấy, là anh để nguyên ra trừ cái gì mà nó quá xúc phạm đến thần tượng của anh, hoặc là nó đi sâu vào đời tư của cái đấy thì em không rõ, không biết là anh blog nick thế, nhưng em thấy họ dùng ngôn từ anh là rất nặng nề, anh cũng để nguyên. Nhưng mà có một lần mà em nói là trong cái dịp vào cái nhóm vì cây xanh mà biểu tình mà gần đây mà cây ở em, vì cái em làm cái nick để em viết phát là bị xóa, mặc dù em không đả động gì đấy. Em thế là em viết đúng một bài nhưng mà bài bị xóa, không đả kích ngoài cả, nhưng mà em nói là khi chứng tỏ em trái quan điểm phát là bị xóa. Như vậy là thực tế là họ không phải là tự do ngôn luận, họ phải tự do ngôn luận, tự do chính kiến nữa đấy. Nhóm vì cây xanh ấy thì anh có thể định hình họ là ai đấy? Anh thì em không tâm, nhưng mà vì lúc đấy là đang rộ lên cái chuyện mà chặt cây xanh ấy thì anh có vào anh viết đúng bài thôi. Thứ hai bài, một bài là anh đưa một cái link của video lên, thế nhưng mà sau đấy anh viết một bài thứ hai là lá bị xóa và ban link không cho vào, là như qua đây thấy là các bạn tự nhận là đấu tranh dân chủ, là các bạn cũng tôi nhắc lại không phải rất độc tài, độc tài hơn cộng sản, tôi phải khẳng định lại, tại vì đảng cộng sản còn cho người khác nó, sau đó chính quyền bắt đầu mình căn cứ luật này là nọ nhá. Anh hiểu là ví dụ là đấu tranh hay là kể cả chống hoặc là phản biện, nhưng mà người vẫn đang chưa nói, sau đó là anh đi quá thì một phần là nhắc nhở, tức là về bản chất nó vẫn để cho người đối phương nó, còn đây không thể nói được, nó chắc có điểm là sẽ bị là một là họ sẽ không cho vào để viết comment, hai là được ban nick, hoặc là thậm chí là sẽ bị tẩy chay, gần như trường hợp của em mà lên Việt Vision một vài lần phát là bị quánh gọi đầu ngay, lúc đấy thậm chí là tẩy chay. Tại vì em thì em không thực tế, nhưng mà qua những người thân hữu mình biết là họ tẩy chay mình, trong khi đó mình không đề cập đến một cá nhân, không đả kích cá nhân. Đó. Thế nên là các bạn đấu tranh dân chủ là các bạn phải xem lại cái tiêu chí của bạn đang đấu tranh. Thêm một ngày biến lặng mà lòng người dẫn động, trong lòng người